Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Hôm nay tiếp tục em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nhé. Căn nhà này có vị trí rất là gần với đường Phan Đình Giót, gần với đường DT743 và gần với đường Liên Huyện ha. Từ đây mình di chuyển ra chợ Đông Đô khoảng 300m, còn nếu mình di chuyển ra đường Phan Đình Giót khoảng tầm 5-60m thôi nha quý anh chị. Còn nếu mình xuống vòng xoay An Phú thì chỉ tầm khoảng 1,5 km thôi. Một vị trí rất là đẹp tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Căn nhà hôm nay em gửi tới anh chị mình là căn nhà mới hoàn toàn nhé. Hiện tại là đã vừa xây dựng xong luôn. Hôm nay thì em sẽ review về căn nhà này cho quý anh chị mình cùng tham khảo nhé. Căn nhà này thì nó có tổng diện tích đất là 68m², thổ cư 100% nha quý anh chị. Nhà có sổ sắn ha, nếu mà quý anh chị mình mua bán có thể công chứng ngay nha. Ở khu vực phía ngoài này quý anh chị, nhà mình có hai lớp cửa này. Trước tiên là một lớp cửa sắt ở phía trong này quý anh chị. Ở phía trong là có một lớp cửa nhôm kính sinh pha nhá. Đấy, em vừa bấm lên luôn rồi nha. Là nhà có hai lớp cửa nha quý anh chị. Nhà có một phòng khách, một nhà ăn, 4 phòng ngủ, căn nhà này có 4 phòng ngủ nha quý anh chị. Có một phòng ngủ ở phía dưới. Có một phòng thờ, có hai nhà vệ sinh và có một sân phơi nha quý anh chị nha. Rồi có một sân để mình để xe máy nha quý anh chị này, ở phía ngoài cùng này quý anh chị. Căn nhà này có diện tích 68m², thổ cư 100%, ngang 4 và dài 17 nha quý anh chị. Đấy, một căn nhà tại vị trí thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và hiện tại thì căn nhà này đang được chào bán với mức giá cũng rất là rẻ nha quý anh chị nhá. 2.650.000.000 ạ. Và giá này còn thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho toàn thể quý anh chị mình. Nếu như mà mình có nhu cầu quan tâm về căn nhà này thì bên em sẽ hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình nha. Nhà thì có giấy tờ sổ sách đầy đủ, nếu mà anh chị mình mua bán có thể công chứng chuyển nhượng ngay, đều được nha quý anh chị nha. Rồi em đang di chuyển vào khu vực nhà ăn của mình nha quý anh chị. Nhà này thì được thiết kế cầu thang thì để ngang quý anh chị nha. Từ phía ngoài vào là cầu thang bên tay trái ha, rất là hợp phong thủy nha quý anh chị. Mức giá chỉ có 2.650.000.000 thôi nha quý anh chị, giá còn thương lượng ha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Khu vực tủ bếp nhà ăn của mình nha quý anh chị là gỗ này làm bằng gỗ sồi ha, gỗ sồi, gỗ tự nhiên nha quý anh chị. Nhà mình có một phòng ngủ ở phía dưới đây, để em quay cái phòng ngủ phía dưới này cho anh chị mình xem. Tổng là có 4 phòng ngủ nha quý anh chị, thì có một phòng ngủ ở phía dưới này. Cửa, tất cả các cửa phòng ngủ đều làm bằng gỗ sồi luôn này quý anh chị. Có đi sẵn ống đồng máy lạnh đây nha quý anh chị nhé, về mình chỉ việc lắp máy lạnh nữa thôi. Đây là phòng ngủ phía dưới của mình, rất là phù hợp cho gia đình mình có người lớn tuổi. Đây, sau này là khu vực nhà vệ sinh nha quý anh chị. Khu vực vệ sinh ở phía dưới lầu 1 của mình. Có labo, có bồn cầu và có gương soi. Có một cây tắm đứng dạng sen vòi nha quý anh chị nhé. Gương soi và labo thì để ở phía ngoài nè quý anh chị ha. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên là chưa có vệ sinh nha quý anh chị, nên nhìn nó đang hơi bừa bộn một xíu. Rồi, ở khu vực căn nhà này thì ở khu vực cầu thang thì gia chủ có làm tủ cho mình luôn này nè quý anh chị nhé. Đấy, căn này vừa mới hoàn thiện luôn, hiện tại thì chưa có vệ sinh nên nhìn nó hơi bẩn một xíu nha quý anh chị nha. Đấy, đây hôm nay em sẽ quay luôn cho quý anh chị mình xem. Nhà mình có một trệt một lầu thôi nhưng mà có tới 4 phòng ngủ. Có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt và có 3 phòng ngủ ở phía trên nha quý anh chị nha. Nhà này có số lượng phòng ngủ rất là nhiều. Đây, ở trên lầu này quý anh chị, trên lầu 1 của mình. Ở phía sau này sẽ có 2 phòng ngủ. Đây, phòng ngủ thứ hai nha quý anh chị. Căn nhà này thì nó có hướng đông bắc nha quý anh chị nhé, hướng đông bắc nên là hợp với anh chị nào mình có cung mệnh tây tứ trạch ạ. Đây, phòng ngủ thứ hai. Ở trên lầu 1 này có 3 phòng ngủ, một phòng thờ và có một nhà vệ sinh, có một sân thượng ở phía trước. Để em quay luôn cái khu vực nhà vệ sinh rồi em sẽ quay ra trước cho quý anh chị mình xem nha. Đây khu vực phía sau này là labo và gương soi để ngoài. Chỗ này là khu vực giếng trời nha quý anh chị, rất là sáng ha. Nhà vệ sinh thì được để ở phía sau cùng. Nhà vệ sinh này nó cũng giống như nhà vệ sinh vừa rồi nha quý anh chị nha. Đây là một căn nhà tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Mức giá em xin nhắc lại là 2 tỷ 650 triệu ạ. Giá này còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị. Nếu anh chị mình có nhu cầu tìm mua đất hoặc mua nhà tại khu vực thành phố Thuận An, thành phố Di An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình tìm nhà đất theo yêu cầu. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình nha anh chị. Và cũng rất là mong toàn thể quý anh chị và các bạn mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm mới của bên em nhé. Bên em sẽ cập nhật trên cái kênh YouTube này để cho quý anh chị mình tham khảo. Rất mong sẽ gặp lại được toàn thể quý anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo để giới thiệu về các cái sản phẩm bất động sản của bên em. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trong những video tiếp theo.